Trời ơi. Gì thế? Đi chỗ này nhanh đâu. Tưởng đi chỗ này nhanh được, đi chỗ này đi đâu. Đừng mẹ, ta lạ đây. Đi hết cái cầu này. Đi tầm bao nhiêu phút? Hả? À? Bảo quay sang đi hết cầu này tầm bao nhiêu phút? Sao? Bảo đi sang quay hết cầu. Quay xem hết đi hết cầu này tầm bao nhiêu phút? Ờ. Quay kia cầu nhật tân nhỉ? Đứng trên cầu nhảy xuống này. Hả? Đứng trên cầu nhảy xuống này. Đi mẹ, chiều vợ ngày xưa anh cứ đi vào xe bộ từ nhà lên đây á. Nhảy xuống cầu này xong rồi hát tắm rồi. Xong rồi chạy bộ về. Bỏ yêu. À, dưới xuống hồ này ăn ngon lắm. Quay phim là truyền hình thực tế. Mẹ giò ngon đấy, mặt mặt xấu luôn đấy. Nhớ bây giờ nếu chúng ta mặt hiểu không thì mẹ nhiều khi mà công an nó cài bẫy hiểu không? À thì mẹ nó phải bắt đầu nó phải đưa cho thằng nào đi đưa đấy không? Cái mới. Lúc đấy mà mặc cái áo này chắc kéo giáp ra. Ờ. Đó là cò, chúng ta cò đi từ thôi. Chứ có cò, chứ có cò anh chứ bạn này chứ chết đấy. Ai? Cò anh. Mày phải lẹo. Mày sưng mặt cái thứ, mày rách rồi chảy bao máu, đừng chết được mình đấy. Rồi ok đấy. Đưa cháu bên Hà Nội đi học về. Tắt này. Đưa dưa không ạ? À.